Dạ bạch sư, con có một câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp cuối, mong sư chỉ rõ giúp con để con không bị đi sai với chánh mạng của Thế Tôn. Đã nói cho con hỏi là nghề phun xăm thẩm mỹ, xăm mực lên phần chân mày, mí mắt, môi để làm đẹp thì có sai với chánh mạng và dẫn đến đau khổ về sau không? Cái chuyện mà chúng ta cần phải nhớ khi mà xét nghề nghiệp của mình nó có phải chánh mạng hay không, đó là hãy tự hỏi mình cái nghề này nè, thứ nhất là mình có phạm giới hay là không, mình có vì cái nghề này mà mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là không. Nếu như không là tốt, mà có nó là tà mạng. Cái xét thứ hai là cái việc làm của mình á, nó có xâm phạm, xâm hại đến lợi ích của chúng sanh khác hay là không. Thì nếu như mà cái việc làm của mình nó không xâm phạm, xâm hại đến lợi ích của chúng sanh khác thì đó là tốt. Còn nếu không thì nó là tà mạn. Đối với cư sĩ thì như thế đã tốt rồi nha. Còn nếu như mà mình xét xa hơn nữa là mình xét đến cái tâm của mình khi mình hành nghề, mà cái đó thì sư e là nó xa quá. Được thì cũng được mà nó hơi xa, tại vì mình xét cái kiểu đó thì thôi chỉ có nước đi tu thiệt luôn. Cho nên mới nói là tại sao đời sống tu sĩ mới là cái vỏ ốc, tức là nó trong sạch, nó trong trắng như vỏ ốc. Chỉ có làm đúng mỗi một nghề duy nhất thôi, chính là cầm cái bát đi ăn xin, chứ còn tất cả các nghề nghiệp còn lại dù ít dù nhiều thì nó cũng còn chưa có trong sạch hoàn toàn. Cho nên mình xét đến cái tâm thì nó hơi căng ạ. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, thật sự rất là hoan hỷ khi mà câu trả lời Đại Đức Hành Tuệ đưa ra cho quý vị đó là cái công thức chung thưa quý vị, cái công thức chung đó. Nếu mà quý vị mà nghe mà không có sự chú tâm á, hay là nghe mà hời hợt á, thì đôi khi quý vị không có hiểu được cái sự sâu sắc khi mà tại sao Đại Đức Hành Tuệ nói là để mà kết luận á, cái nghề đó đó là có tà mạng không á, phải suy xét vào giống như là yếu tố năm giới đi ha. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là yếu tố nghiệp đó có làm hại, làm đau khổ, gọi là đúng hơn, làm đau khổ não hại, hay thậm chí làm đau khổ về lẫn vật chất và tinh thần đến chúng sanh khác không. Đây là một công thức gốc mà sư khuyên nha, sư khuyên quý vị phải nên nằm lòng, nên nằm lòng. Bởi vì sao? Đã nói công thức gốc rồi á, thì khi mà quý vị mà nắm được công thức gốc rồi đó, thì khi quý vị cái hành vi quý vị á, qua thân, qua khẩu, qua ý, thì nó sẽ đạt được những cái chuẩn mực. Mình biết rõ là cái gì mà nó nên làm theo đúng lời Phật dạy, và cái gì không nên làm theo đúng lời Phật dạy, cái gì đúng theo tinh thần Tam Tạng Kinh điển Pali và chú giải chính thống. Cho nên tại sao mà sư lại nhấn mạnh cái câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ để vị biết cái tầm quan trọng là như vậy đó. Tại vì đôi khi á, có thể là có thể là có nhiều cách trả lời, quý vị hiểu không? Nhưng mà cái cách trả lời rốt ráo nhất á, mà để cho quý vị gọi là kim chỉ nam tu tập á, thì phải là công thức gốc thưa quý vị. Công thức gốc á, quý vị khi quý vị đã nắm công thức gốc rồi, đúng không, thì quý vị giống như ba chưa nói đó, là ba cái hành vi quý vị qua thân khẩu ý, quý vị đều biết chắc, biết rõ mình có cái đó là đúng hay là sai. Rất là quan trọng thưa quý vị. Tại vì nếu mà trả lời mà cứ lan man ở cái làm như vậy là nó làm sao, phân tích
nghề này nó phải thế kia phải không, mà nó cứ chung 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 mà không đi vấn đề rốt ráo thì nó không giải quý được cái gì, vấn đề sinh tử thưa quý vị. Cho nên thực sự cái câu trả lời của Đức Hành Tại là sư thấy là nó quá hoàn hảo đầy đủ rồi. Sư chỉ có lời khuyên là nếu mà ai cái người cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, nếu mà chưa hiểu thì chịu khó nghe đi nghe lại, và những cái vị mà xem live nếu mà có lưu tâm á, có lưu tâm đến cái vấn đề này nè thì hãy nghe đi nghe lại để mình hiểu được, mình nằm lòng được cái công thức gốc mà Đức Hành Tại nói nên chi để mình biết được cái nào đúng cái nào sai là Phật dạy, cái nào đúng trong tinh thần Tam Tạng kinh điển Pali, thì cái hành trình xuân trên cái vòng sinh tử luân hồi của mình thì nó được rút ngắn, thì bị bớt trầm luân đi mình những phiền não mình nó sớm cạn kiệt. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.